Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã sẵn sàng cho màn so tài của đội tuyển Việt Nam và tuyển Iraq vào ngày mai. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Những ngày qua, Hà Nội trải qua những ngày hanh khô và nắng gắt, nên ban quản lý sân duy trì chăm sóc và tưới nước cho mặt cỏ thường xuyên để đảm bảo đủ độ ẩm cho cỏ phát triển. Hệ thống màn hình LED bao quanh sân cỏ đã được lắp đặt và chạy thử. Các cầu môn và hệ thống các vạch kẻ cũng đã sẵn sàng. Trong chiều nay, đại diện AFC đã có mặt tại sân Mỹ Đình để kiểm tra chi tiết từng hạng mục của sân. Đại diện AFC hài lòng với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà. Vào chiều tối nay, lần lượt đội tuyển Việt Nam và Iraq đã có buổi tập làm quen với mặt cỏ Mỹ Đình. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai.